và ngồi bàn học đấy hả? À con chào mẹ. Ừ. Hôm nay có niềm vui gì không? Muốn kể với mẹ không? À con có, để con viết nốt chữ này đã nhé. À mẹ ơi, con có một niềm vui bất ngờ cho mẹ đây, để con lấy xuống cho mẹ xem nhé. Ô, mẹ ơi, chết rồi, các phần thưởng và giấy khen của con được thưởng cuối năm học đâu hết rồi. Đâu hết á? Chết rồi, hay có ai lấy trộm rồi? Được rồi, nín. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang phòng bên kia để tìm xem có thấy không nhá. Vâng. Chết rồi, đâu mất đấy nhở? Mẹ ơi, con thấy ở trong này có điện sáng và có tiếng gì kêu lạ lạ ấy. Như là tiếng khủng long gặm cái gì ấy. Hay là con khủng long đấy nó tha những cái giấy khen và những cái phần thưởng của con vào đây rồi. Vậy hay bây giờ chúng ta cùng vào xem nhá. Đâu? Ôi trời ơi. Hình như là to chưa các bạn ơi? Hình như là tiếng kêu này phát ra từ trong ngôi nhà đấy mẹ ơi. Thế hả? Hay là có ma? Thế con thử mở cửa con vào xem có gì nhá. Ôi trời ơi, có một con khủng long rất là to, nó đang đẻ rất là nhiều trứng luôn. Thế à? Thế nào, để mẹ quay vào cho các bạn xem nhá. Để cầm đèn quay xem là trong này có con khủng long nó đang làm gì. Ôi trời ơi, những thành tích và giấy khen của con, phần thưởng của con nó hết trong này. Trời ơi. Đây là con khủng long. Con khủng long nó tha vào hả con? Trời ơi thôi. Con khủng long này tệ quá nhỉ, sao lại tha hết thành tích của học của Thanh Long vào đây nhỉ? Mấy như nó đang ngồi ở trên cái gì đấy hả con? Đang ngồi trên cái giỏ trứng. À, mày là chắc nó đẻ nhiều trứng quá cho nên là nó đói, nó đi gặm giấy rồi. Đúng không? Thế bây giờ con xem vào trong và con lôi hết những cái thành tích ra con giới thiệu cho các bạn cùng xem nhá. Mẹ ơi, bây giờ thì con sẽ lôi hết các thành tích của con ra nhá. Con khủng long này chắc là nó ghen tị với thành tích của Thanh Băng ấy sao, nó tha hết vào đây đúng không? Rồi, con giới thiệu từng thành tích một nhá. Các bạn ơi, như vậy một năm học cũng đã kết thúc rồi và hôm nay Thanh Băng sẽ giới thiệu về những thành tích mà Thanh Băng đã đạt được trong năm học vừa rồi đấy các bạn ạ. Con được tặng rất nhiều tiền bạc. Thế à? Rồi con giới thiệu từng giấy khen một cho các bạn cùng xem. Nếu bạn nào có phần thưởng như thế nào thì hãy comment và chia sẻ cùng với Thanh Băng cho vui các bạn nhé. Và bây giờ Thanh Băng sẽ chia sẻ niềm vui cho các bạn cùng xem. Bởi vì niềm vui thì phải chia sẻ nó mới làm sao nhỉ? Nó mới vui hơn đúng không? Còn nếu niềm vui mà không chia sẻ thì nó sẽ không vui đúng không? Thế mà chắc con khủng long cũng muốn chia sẻ niềm vui với con đấy đúng không? Vậy đầu tiên là thành tích gì đấy con? Thành tích của cuộc thi chúng em kể chuyện Bác Hồ, con đạt được giải ba thôi. Và kèm theo một phong bì là 700.000 đúng không Thanh Băng nhỉ? À phong bì đấy Thanh Băng nhận được và Thanh Băng đã cho con lợn ăn rồi các bạn ạ. Con đi thi ngày hội chữ đẹp ở hai nơi. Đầu tiên là con thi cấp trường trước, sau đó rồi con được chọn lên cấp huyện. Đây là giấy chứng nhận của cấp huyện con được giải nhất. Mình sẽ quay gần cho các bạn xem nhé. Các bạn ơi, con giữ cái này tay các bạn cùng nhìn đấy. Đây là cái giấy chứng nhận phòng trưởng phòng với phụ huynh đăng sách đấy. Thanh Băng được đạt giải nhất giao lưu viết chữ đẹp là cấp huyện đấy. Sau đó con sẽ lấy cái giải và Thanh Băng được chọn đi tỉnh. Tài nhất cấp tỉnh và cấp huyện này thì con có được phong bì không? Con có ạ. Wow, các bạn ơi, đây là phần thưởng giải nhất cấp tỉnh các bạn nhé. Đấy, trong cuộc thi viết chữ đẹp Thanh Băng được con phong bì đấy. Tí con sẽ bóc ra cho lọ ăn nhá. Vâng. Và những cái này con cũng được 5 điểm vàng nữa. Con khủng long nó đang gặm cái giấy chứng nhận hoàn thành xuất sắc chương trình dự bị đội viên của con. À thế à? Đây nè. Và cái giấy này con cũng được 5 quyển phẩm nữa. Ừ. Đấy nha, con sẽ đặt ở đây. Tiếp theo là đây là cái giấy khen của môn kỹ năng sống. Ừ. Các bạn chắc ở trường các bạn cũng học kỹ năng sống đúng không?
À, thế cả lớp con mấy bạn được giấy khen kỹ năng sống? Dạ, chỉ một mình con thôi ạ. À, vậy à, chúc mừng con nhé. Đúng rồi, thế kỹ năng sống ngoài giấy khen ta còn được thưởng gì nữa? Con còn được thưởng 3 quyển vở của môn kỹ năng sống nữa. Vậy sao? Thì bên ngoài rất giống quả kiểu Nga đúng không? Nhưng mà bên trong lại là quả bô ly. Và kỹ năng sống này là do công ty, con cho các bạn xem các cái bìa này, bìa đằng trước này là do công ty Đức Trí đúng không, đã khen tặng đấy các bạn ạ. Và trông rất là đẹp đúng không, vâng, năm nay được nhiều phần thưởng quá đúng không. Các bạn ơi, giấy khen của Thanh Băng này, Thanh Băng là đạt thành tích là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập và rèn luyện đấy các bạn ạ. Bây giờ đánh giá học sinh theo thông tư mới cho nên là các thầy cô không ghi là học sinh giỏi, học sinh tiên tiến nữa đúng không? Còn với nguyên cái giấy khen các bạn xem nhé, mà các cô sẽ ghi là giấy khen được hoàn thành xuất sắc nội dung học tập và rèn luyện đấy đúng không? Wow, giấy khen to quá, nhiều giấy khen quá, hôm nào về phải bảo bố sẽ khao con nhá. Thế ngoài thế con phần thưởng gì nữa không? Dạ, đi kèm với cái giấy khen này con được 5 quyển vở nữa. À đấy ạ, à, 5 quyển vở. Tất cả là 20 quyển vở. Tất cả 20 quyển vở luôn, đúng không? Thế và thế còn lớp có tặng phong bì khi con được nhiều thành tích như này không? Dạ. Lớp có được tặng phong bì khi con được nhiều thành tích này không? Có. Đâu? Wow, trời ơi, lại được phong bì nữa các bạn ạ. Thế tí con này nuôi lợn tiếp nhá. Vâng, nhưng mà đây là phong bì của giải ba cấp huyện. À, giải ba cấp huyện à? À, tức là Thanh Băng đi thi kể chuyện thì được huyện trao cho 700.000 rồi, và về trường lại bắt đầu trao thưởng nữa đúng không? À. Và được phong bì nữa. Và trời ơi, Thanh Băng được nhiều phong bì quá, đúng không? Và một phần thưởng cuối cùng là 2 cuốn truyện. Wow, 2 cuốn truyện này chắc là đi kèm ở trong cái phần thi gì nhở? Phần thi kể chuyện về Bác Hồ đấy, đúng không? Và chúc mừng Thanh Băng nhá. Đấy các bạn ơi, Thanh Băng có nhiều thành tích như thế này mà lại bị con khủng long nó đói, nó lôi hết thành tích vào trong ngôi nhà này đúng không? Và tí nữa chúng ta sẽ phải vào bắt con khủng long và đánh cho nó một trận nhá. Thôi, con thà cho nó không tự nhập nó mới đẻ con xong. Đẻ con á, sao con biết? À, trứng. À, nó đang đẻ trứng à, sao con biết nhỉ? Bởi vì con thấy nó đẻ rất nhiều trứng. Đâu, con bê ra đây cho các bạn xem nào. Sau đó lấy khủng long ra cho các bạn xem nhá. Còn mấy cái phong thư này thì tí nữa con sẽ làm gì nhỉ? Cho lợn ăn cho đỡ đói nhá. Lặn lâu rồi không được ăn. Và các bạn ạ, nếu bạn nào có thành tích thì hãy comment chia sẻ cùng với Thanh Băng cho vui các bạn nhá. Đấy, con hai cái phong bì nó rơi xuống con cất à. Được rồi, con lấy cái rổ trứng ta nhá. Lấy rổ trứng ra cho xem cho các bạn cùng xem à. Wow, trời ơi các bạn ơi, con khủng long này đấy, wow, nó đẻ được một sổ trứng luôn các bạn ạ. Trời đất ơi, sao lại nhiều trứng thế? Thế nào con có thể cho mẹ xem một cái trứng của con khủng long không nhỉ? Đây các bạn ơi, trời ơi, con khủng long nó đẻ trong cái này nó rất là nhiều trứng này. À, có mấy quả vậy? 2, 4, 6 quả trứng đúng không? Mỗi quả trứng trong một cái hình tam giác. Wow. Quả trứng này giống như là quả trứng chim cút ấy, vậy Thanh Băng vậy. Thế đây là con sẽ bóc cái túi này ra để con khám phá xem quả trứng khủng long nó ăn có ngon không nhá. Vâng. À, hay là con gọi thêm Ngọc Ruby vào để con chia sẻ nữa nhá, vì con thấy có nhiều trứng lắm ạ. Ok, con gọi Ngọc Ruby đi. Vâng. Ngọc Ruby ơi. Dạ. Vào đây, chị vừa mới thấy một con khủng long nó đẻ rất là nhiều trứng nè. Em vào đây khám phá với chị đi. À, Ngọc Ruby đây rồi. Em vào đây ngồi nào. Chắc là cả các anh chị và các bạn. Vậy là hai bạn sẽ cùng bóc những cái quả trứng long ra để khám phá cho các bạn cùng xem nhá. Vâng. Thế con khủng long nó cắn cái phần thưởng của con, thấy con có tức giận không? Dạ, con không giận lắm. Thế con tha lỗi cho nó ạ? Vâng. Trời ơi, nào, con có thể đổ một vài quả trứng ra đây cho mẹ xem nào, các bạn cùng xem. Mẹ ơi, nếu như mà con đánh nó thì nó khổ lắm, nó vừa bị dẹp xong nó còn nè. Bạn ơi, đây là quả trứng khủng long. Con sẽ cho nó ăn một con trứng lại con. Đúng rồi, các bạn ơi, đây là quả trứng khủng long này. Thế giờ mình đang sẽ thử cho các bạn, là sẽ nói cho các bạn biết là nó có vị như thế nào nhá. Con bị con ăn một quả đi. Đấy, giống cái trứng vật của các bạn. À, bạn nào đã ăn quả trứng này rồi thì comment cho chị biết nhá. Nếu lắc cách, có vị như nào con, bên trong nó là nhân gì? Có phải con khủng long con không?
Các bạn ơi, thực ra đây không phải trứng khủng long mà nó là trứng trứng và bên trong nó là nhân lạc đúng không? Vâng, nhân lạc. Nó bùi bùi còn cái lớp vỏ bên ngoài thì nó còn ngọt. Các bạn ạ, và đây chính là cái kẹo hình trứng khủng long các bạn nhé.